Con chào bà cho con hỏi bà thứ mấy bà hai? Thứ tư. Bà thứ tư. Rồi cho bà Tư cho con hỏi là bà tên gì vậy bà Tư? Tên Ngợ. Dạ. Rồi bà nhiêu tuổi rồi? 74. 74. Dạ, con nghe nói là con của bà là anh đó bị tâm thần hả? Đâu bà kể con nghe coi ảnh bị hồi nào? Tâm thần. Ảnh bị hồi nào? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Mà anh làm hung tự giận chết đó. Dạ. Nó làm hung 3 tháng nay nó quậy nó cầm dao rồi tôi chạy bỏ nhà đi gì đó. Giờ bây uống thuốc sâu, không phải thuốc dưới luân phiên á. Dạ. 20 viên cái chở đi khó chúng viên sống. Rồi nó uống thêm 120 viên với Tiền Giang. Dạ. Cái chở đi sống, vậy này nó thắt cổ. Anh thắt cổ luôn. Dạ. Dạ, là mới đây hả bà? Mới đây nữa. Mới có anh Tình một. Bây giờ gần đơn tình nữa. Vậy là anh thắt cổ vậy chắc cũng có công an tới phải không? Có. Không có, tôi đau, tôi mệt, cái tôi về con gái tôi ở. Mới đi có 2 đêm. À. Có công an lợi nữa không? Là cái bữa anh thắt cổ là bà không có bà ở nhà? Không có. Dạ. Nó đâu cho ở nhà. Nó không cho. Dạ. Nó đóng cửa lại của dạ. Mình nó. Rồi ông thắt cổ ở đâu? Thắt cổ trong nhà này đóng cửa lại thắt đây toàn tan miếng xiên này nè. Ờ, trên miếng xiên đó đó hả? Miếng xiên cắt bỏ rồi. Cắt bỏ à? Dạ. Là ông tự cuộc ông treo lên luôn. Dạ. Rồi là bà hay là lâu chưa? Cuộc đâu 7 giờ một tí sáng. Đâu 7 giờ, 7 giờ không có kêu mới treo vô. Anh ba người này. Ờ. Rồi tiếng Anh gửi quà cho bà đi nha. Ơi cô ơi, có cái chị Tiết Lương ở bên Mỹ á, có giúp mấy hộ gia đình khó khăn á là 200.000 và 10 kg gạo. Giờ nhờ cô nhận giùm con. Dạ. Cô cảm ơn. Dạ. Vì thay mặt cô Tiết Lương ha, con chúc cho bà ha. Dạ. Cái mùa dịch này á là vượt qua ha và vui khỏe sống ha bà hai. Dạ. Dạ, rồi con với chị Tiết Lương cũng chia buồn với bà. Nhưng mà bây giờ ảnh nó bị tâm thần như vậy, ảnh mắc như vậy là cũng cũng mãn nguyện cho ảnh rồi. Chứ để không thôi, ảnh còn, ảnh còn rồi ảnh đâm chém bà không dám về nữa rồi đây, mất công nữa. Chứ tôi nuôi nhà Trung Thiên, nuôi Châu Đốc, nuôi Tiền Giang. Bà mấy đứa con? 4 đứa. 4 đứa mà có mình anh này bị đó phải không? Dạ. Là anh này thứ mấy? Thứ Út. 42 tuổi. À, rồi cầm dao gượt hoài hả? Cầm dao. Cầm dao gượt bà luôn. Ừ. Thức dậy cái đóng cửa hết, cái cầm dao cũng quơ, nó bắt cái ghế bự ngồi dưới giữa vậy nè, nó ghế đó. À. Rồi cái tôi nó nghỉ mở không ở, người ta tụ gần nó cũng không mở nữa. Ừ. Cái công an, tổ là điện công an vô, có cái gì điện đó, nó sợ. Dạ. Yeah. Bà cho con quay cái bàn thờ ảnh cái hả bà? Đó. Đây là bàn thờ của anh Quỳnh Công Vũ nè quý vị ơi, ảnh bị bệnh tâm thần đó, rồi không biết sao mà ảnh thắt cổ ảnh chết rồi. Là chết khoảng một tuần nay, ảnh giống như ảnh quậy, ảnh gượt mẹ, ảnh chém rồi tùm lum hết trơn á. Rồi bây giờ ảnh tự dặn rồi, thì bây giờ như vậy thì cũng được dạy và giải thoát cho ảnh rồi. Thì bây giờ anh cũng gán niệm Phật mà để giảng sanh đi nha anh ơi. Quỳnh Công Vũ, Nữ Dương 42 tuổi, 19. Ông lấy cái dây gì mà ông cuộn cây con? Cái chàng thay quần áo, cuộn trên cây xiên này luôn hả? Dây cưa bỏ à? Cưa bỏ, đây nè. Đây. À. Chết đứng luôn. Cái cây nhỏ xíu vậy mà treo không được đó hả? Ừ. Miếng xiên đó, cái bự trên đó. À. Xiên này nè, ở đây cưa bỏ. Dạ. Đứng tại đây chứ. Dạ. Chết đứng. Chết hồi 7 giờ tối mà tới sáng vô kêu nó ba đưa 6 giờ để uống thuốc. Cái tới 7 giờ con điện cái không có cái chuyện gì biết đâu, nhà giấu dao thuốc nó giấu chơi à. Thì bây giờ ảnh ra đi vậy thì cũng mừng rồi bà ơi, chứ ảnh tâm thần vậy bây giờ ảnh muốn vậy thì bây giờ ảnh đi vậy là bà cũng mừng đi. Dạ, chứ bây giờ ảnh sống anh cũng đâu có biết cái gì đâu. Ảnh đâu có nói chuyện nói gì được, nói, giống như người bình thường hả? Nói hả? Khôn dữ lắm. Nhức đầu lên cái chữ ta khôn dữ lắm. Ờ mà nhức đầu lên là quậy. Ừ, nhức đầu là quậy. Rồi vậy là ảnh cũng giống như khùng mà dạng ít phải không? Ừ. Nhưng cũng biết giống như cũng biết nói chuyện đồ được phải không? Còn biết hết trơn là nó mau dám cứu cho khỏe, tôi đi chảy nước thuốc á. Ờ mà lên cơn là quậy. Ừ.
Dạ. Đâu cho vô nhà năn nỉ gì cũng không cho anh. Dạ. Đưa cơm nữa đó, nó ngồi đó rồi đưa cơm. Dạ. Rồi như vậy con gửi phần quà cho bà, rồi con chào bà, con về nghe bà. Cảm ơn ông chú. Dạ, thí dụ hình ảnh của bà con đưa lên, ai có thương bà nữa, ta giúp gì nữa thì con đem lại cho bà ha. Dạ, con chào bà. Bây giờ mình đang đi lại cái anh tên gì? Anh tên gì? Lô Hiên. À, là anh bị bệnh gan nè quý vị ơi, hôm nay có Mạnh Thường Quân người ta giúp tiền cho ảnh đó. Bây giờ Phúc Toàn lại đây để chỉ cho ảnh cái chỗ đi khám và bắt đầu mình gửi tiền cho ảnh đi. Mà bữa nay xe không biết là người ta có chạy hay không, thì chị nữa mình cho số điện thoại lại, thí dụ có chạy không chạy thì anh cho hay giùm ha, tặng mình nói cho Mạnh Thường Quân người ta biết. Rồi bây giờ nè, là cái anh này nè, anh gửi tiền cho anh để giúp cho anh đi lại bác sĩ Chung á để khám bệnh. Rồi khi mà anh khám xong có gì nữa anh điện cho em ha, rồi bắt đầu hôm qua em coi cái giấy đó, coi nó như thế nào. Rồi xong rồi thí dụ mà anh mà chị được nữa thì người ta sẽ giúp tiếp cho anh chị ha. Rồi bây giờ Tiếng Anh gửi tiền đi Tiếng Anh. Dạ anh ơi, có cái anh giấu tên bên thị sĩ gửi anh để đi điều trị bệnh gan là 5 triệu đồng. Giờ nhờ anh nhận giùm em. Em cảm ơn anh thị sĩ giấu tên cho em số tiền đi khám bệnh gan. Xin cảm ơn. Thay mặt cái anh bên thị sĩ ha, chúc cho anh đi khám thì thành công ha, rồi có tin vui mang về ha, rồi khi nào anh về thì em qua em quay cái giấy xét nghiệm ha. Rồi bây giờ em chào anh với chú về ha. Rồi chào anh về. Thank you.
lên. Tông tự tác mình chứ không ai mà bà nội kêu bà chết có đang nghe chứ bà không chịu bảo gì đó nghe thì kêu buồn không biết nói chuyện gì má lên cũng không má không có làm được cái gì chứ hỏi má mong biết gì chứ như chăm ngày tự tông tự tác mà này kêu bà gì? Bà biết không? Bà này là kêu cái bà gì đi nè, nói quên tốt. Kêu có thể tương động. Bà có thể tương động, đúng rồi đó. Có thể tương động. Tiếng mà cũng hay rung động, bà hé con gái cứ trái nha. Còn cái này á là cái này á hình như là ông bà gì đi này giống như mù đi đêm, không biết cái nào rửa được, cái nào không rửa được cũng đem rửa hết. Cái đó là bà nói gãy cái gì? Cây đó đó. Ông dài ông hú gãy nè. Trong cái gốc cây này hả? Không, có cây đó. Cây đó đó. Để cái ngang ra đó. Nó lấy áo nó bận vô nè. Cây này khó kiếm lắm.
Còn cái vòng làm sao? Ấy quên, còn cái vòng nữa sao ạ? Mà dựng đó. Thêm giấy bọng rồi nó hầm. Cái đó mà để là bữa nay là hết ăn rồi. Cái đó có phơ không? Nè Tức Anh, cái này hồi lấy dây chì á, dây chì kia á, căng cái này lại này cho nó thẳng. Cái này dây chì bự quá, căng cái này không nổi đâu. Lấy dây chì của mình á, dây chì cái căng video mãi đó. Trong này quá hầm luôn á ta giờ này. Để bên này mà xin số cũng đâu có, nay đâu có số số đâu đánh. Sao à, ông thấy rửa mấy cái tượng gì được không? Hãy subscribe.
Bữa nay bà rửa vậy đó, ông có gì ông nói luôn đi. Ông lớn mà ông chịu nói, ông ngồi ông cười hoài. Cái miễu này là ông quản lý phải không? Cái miễu này là ông quản lý phải không? Phải không? Ờ, nó đúng rồi đó. Ông quản lý là đúng rồi đó. Rồi sắp tới cái miễu này có cái gì xảy ra nữa không? Nói nghe coi. Sắp tới này mình ở đây có gì không? Nói nghe coi. Sắp tới mình cái miễu mình ở đây có cái gì không? Nói nghe coi. Hả? Mướt. Ủa quên ông cụ. Hả? Sắp tới có gì mới không? Không ông mướt. Hả? Sắp tới mình ở đây có gì mới không? Có ai lợi nữa không? Hả? Sắp tới mình ở đây có ai lợi nữa không? Không hả? Rồi chừng nào ông tướng? Chừng nào mấy ông lớn mới về? Ờ, 3 chiều này mà mấy ông mới về. 3 giờ chiều nãy hả? 3 giờ chiều hả? 3 giờ chiều này ông về kìa ông. Bữa nay là bà Năm mà cúng bình này cái gì em, cúng gia bình này. Có cua này là bắt không hả nữa anh? Có cua ăn sáng đi được chút xíu rồi bắt được mấy con mưa chạy vô cúng sáng rồi ông bắt cũng mua mới. Dạ. Ốc là có ba món hả? Cua gắn ốc hả? Dạ. Cua gắn ốc. Tám xin. Cái gì bộ chai này chai nước hả? Đây là chai nước, ai được chai, được chai. Chai nước hình như trên đó đó. Còn dưới này chai rượu. Nè, mày đem đi rượu trước đi. À, rồi nè. Rượu gì vậy? Cái này là kỷ niệm đi cứu chú. Nên mà ông cho là con làm gì đi. Bây giờ mày hỏi không ai nói cho người ta. Ở cái xóm này vậy đi. Rồi ngày hôm ba là năm làm gì đó. Cho mấy em lớn là dùng 23 tháng nào cũng vậy 23 hả? 23 tháng 3 năm nào cũng làm vậy đó. Mình thì không biết toàn ơn. Rồi cái này ta chỉ đó phải không? Vì hỏi là mấy cô, mấy chú không ai biết hết. Không biết thì thôi, không biết luôn đi. Vậy giờ tôi biết làm sao? Tôi cũng hết lòng hết dạ rồi phải không? Mà như ông ai chỉ từ con không biết. Bây giờ mấy ông dùng đi. Là cái gì ông cũng không thể xả cho con đi chứ, là con không biết gì chứ. Là kỷ niệm đi mưng chú, tốt năm giờ. Trời ơi, đi về giờ ta chưa nhớ. 8 ly đó là ly rượu hết hả? Hả? 8 ly đó là 8 ly rượu hả? À, nước có rượu. Rượu hết đi mưng. Ai biết đâu, thầy con chứ mẹ không có. Con là già. Mẹ không có già. Cái gì con ơi? Tao cũng hết lòng hết dạy rồi mà đèn cày đi vô đốt hết lên đi. Mấy cái chân này nè. Giờ hôm qua năm nay thôi. Đó đầu tư hả? Còn hôm nay nó nặng lên thôi, đừng nói đi, nó mua đồ mình đúng không? Năm đi xuống chợ nó mua đó. Cái này như ai dùng mặn thì dùng, còn ai dùng tương thì dùng không ơn. Cũng có người dùng mặn, dùng lạc kia đó. Thì mấy ông, mấy thầy mà có ông nào ông tương thì ăn, còn ăn mặn thì ăn. Chứ giờ năm chẳng có biết sao, giờ hai bên nào cũng làm luôn. Cái này giống như cái ngày của một cái tổ rồi, cái tổ rồi. Cũng như cái ngày đó ông tương làm chỉ con đó. Tổ thì ăn cơm, tổ thì ăn mặn. Ờ, chú đi vậy.
Cái nhóc mà có cục bú đó, được người ta giúp rồi đó. Hả? Ừ thì người ta kêu lo cho nó đi mổ đó. Nó nói mười mấy triệu chắc cũng phải đưa cho nó 20 đó, chứ mười mấy triệu lỡ đi ra ngoài thiếu rồi sao. Thì kêu nó đi rồi nữa nó đem giấy tờ cho mình, chứ bây giờ mình cũng đâu biết nó đi đâu đâu. Thì miễn sao nó mổ đem giấy tờ cho mình đủ được rồi. Mà không biết mổ được không, ông tôi cũng nói mổ được. Thì giá chờ cho nó mổ được chứ còn trẻ gì mà không mổ được nó là chết luôn rồi. Cái đó sao giống như cái mụn bạc đầu vậy không? Tại vì mổ ra nó hết luôn, không sao, mổ ra sợ nó làm độc nó nhảy nữa. Thì bây giờ mình đưa tiền nó, mình yêu cầu nó đi ra bệnh viện ung bú đi, nếu mà ta chịu mổ thì mổ. Mà không biết hôm bữa nó khám ở đâu á, đừng nói nó khám mình Châu Đốc nha. Không có đũa hả? Ở đây không có đũa nè, thiếu đũa. Đi quanh tính đi đâu nữa? Đi gửi quà cho mấy người đó cho hết ba cái gạo đi. Đốt mấy cái đèn lên hết đi tiếng Anh, mấy cái đèn chung, mấy đèn ly kìa. Anh chạy này là yêu bằng cai quản cái am này đó quý vị ơi. Ông Từ trong cái am này nè. Kêu đi từ thiện toàn là mấy ông dữ không à. Một ông thì chủ tiệm xăm mình, còn một ông thì ông từ trong cái am của ông chúa. Bên đây là cúng tương nè quý vị ơi. Bên gia thì người ta cũng có người ăn tương ăn mặn, mình cúng hai thứ luôn. Đây là mâm tương, đây là mâm mặn. Mâm mặn thì chỉ có rắn, cua với ốc thôi. Đây là rắn nướng, cua luộc, ốc luộc. Là bàn của ông cụ là cái gì vậy?
ta không để bên kia, tự nhiên để cái giữa đó trời. Ta để bên cái dòng đi, cái hai cái đèn cày ta để ra ngoài. Ừ, mà không để trong đó cũng được. Để ngoài đó nó hiu dễ gã lắm. Vô thắp nhang coi ông thầy. Vô thắp nhang cúng gì coi. Dạ. Thắp nhang cúng coi, cúng giùm đi. Hút hết đi thuốc vô thắp nhang nha. Hỏi thiệt á chứ không phải cười đâu. Hút hết đi thuốc đi vô thắp nhang nha. Bữa ông ba dặn ông là phải thắp nhang hàng ngày đó. Phải không? Bữa ông ba ông dặn ông thắp nhang hàng ngày phải không? Bữa ông dặn ông thắp nhang đó. Tiền đi giờ mướn không có mua con mua đi, con còn 10 ngàn phải không? Vậy giờ con đi mua đi, giờ mẹ trả lại. Mày có tiền đi mua đi. Mày hốt cái gì tao. Bây giờ mua đi. Mẹ giờ mẹ không có tiền. Mày con mua đi rồi về chung nha. Mua luôn nha. Thôi thôi, không có mua. Dạ đi uống đi vậy trời. Uống phê nữa.